Xin chào toàn thể anh em Thợ Ong. Video ngày hôm nay thì em nên cho anh em là một cái video em thông báo với anh em, chia sẻ một chút về cái chiếc ống nhòm Suntu 12x50 của một anh khách mới mua bên em và đi săn ong thì không may bị rơi từ trên cây và bị gãy đôi thân. Và ngày hôm nay thì em đã khắc phục xong và anh em có thể xem qua cái hình ảnh em cho anh em xem qua cái hình ảnh đầu tiên mà nó bị gãy như thế nào anh em nhé. Và đây là cái quá trình sau khi mà bên em đã khắc phục xong cho anh khách và anh em có thể xem qua. Rất là nhiều anh em hỏi em là mua ống nhòm thì liệu có bảo hành hay không. Thì cái này thì em cam kết cho anh em là riêng anh em đã mua ống nhòm ở bên em, Thợ Ong anh em đã mua ống nhòm ở shop Bình Vũ em thì em sẽ hỗ trợ cho anh em, phục vụ cho anh em sửa chữa thoải mái anh em nhá. Đấy, sẽ có bảo hành và hóa đơn đầy đủ nên là anh em cứ yên tâm. Còn nếu như mà anh em nào mà đang có ống nhòm bị hỏng và chưa biết sửa ở đâu hay là muốn sửa thì cứ liên hệ cho em mình vẫn hỗ trợ cho anh em. Nếu như mà anh em nào mà không mua ở shop em mình nhưng mà vẫn muốn sửa thì em vẫn có hỗ trợ nhá. Đấy, như là con này thì nó bị gãy đôi thân này, đây em sẽ cho anh em xem qua. Đây, cái vết gãy đôi đây anh em nhá. Đấy, cái vết gãy đôi này, cái này thì nó không phải là do lỗi của sản phẩm mà do lỗi của người dùng. Đấy, khi mà anh khách neo cây quá là cao và anh khách không dùng cái phần que đeo cổ ấy, anh khách cứ cầm tay và cho vào túi thì khi mà lúc neo lên cây để bắt ong ấy thì nó rơi từ trên cây xuống và nó bị gãy đôi cái thân. Và anh em có thể xem qua cái vết nứt của nó và bên em đã phải khắc phục lại. Đó, bên em đã phải khắc phục lại cho anh khách rồi. Là bây giờ nhìn hình ảnh rất là nét. Đấy, hình ảnh nét như mới luôn. Còn cái núm chỉnh này thì tại sao nó lại như thế này? Thì bởi vì là khi mà nó bị rơi ấy, thì tất cả những cái con ốc cùng với đó là những cái chức năng của cái núm chỉnh này thì nó đã bị hỏng hết rồi. Đấy, bên em phải khắc phục lại. Đó, anh em xem qua này, cái núm chỉnh này thì phải khắc phục lại. Đó, rất là khó nhá, tại vì là cái núm chỉnh này thì nếu như mà làm mà không chuẩn thì khi mà xoay thì nó sẽ không lấy được nét đâu. Đấy, nó sẽ không lấy được nét. Và thân thì sau khi hoàn thiện xong thì đã gập thoải mái rồi. Đấy, rất là bền bỉ cho anh khách luôn. Và nói chung là nó chỉ bị nặng nhất là gãy cái thân này thôi anh em nhé. Gãy đôi thân và bị hỏng cái núm chỉnh. Thì bên em đã hỗ trợ cho anh khách khắc phục lại và căn chỉnh lại làm sao mà cho nó đúng với cái hình ảnh ban đầu. Và bây giờ thì anh khách thì bên em sẽ gửi lại đi cho anh khách, để cho anh khách có thể là đi săn ong, tiếp tục công việc săn ong. Đấy, quá trình thì nói chung là từ cái hình ảnh đầu tiên em cho anh em xem thì nó bị gãy đôi đấy, rất là nặng luôn anh em nhé. Và cái vết hàn thì anh em có thể nhìn thấy rõ luôn này, ở đằng sau cái mặt đáy thì anh em có thể nhìn thấy rõ luôn. Tại vì là tại sao là em quay cận cảnh cho anh em xem, bởi vì là những cái trường hợp như thế này bên em gặp rất là nhiều. Và cũng có rất là nhiều anh em thì sợ mua hàng ở trên mạng thì không có bảo hành, và khi mà bị hỏng hóc thì cũng không biết liên hệ cho ai. Và nếu như mà liên hệ thì anh em cũng gặp cái tình trạng đó là liên hệ cho người bán nhưng mà người bán không nghe. Đấy, nhưng mà riêng ở shop em thì anh em cứ yên tâm, đã mua hàng ở bên em thì em sẽ có trách nhiệm, thứ nhất là đóng đơn gửi đi cho anh em này, rồi là kiểm tra ống chuẩn chỉnh thì bên em mới gửi đi. Và sau khi gửi đi xong, anh em nhận hàng xong, trong cái quá trình mà anh em sử dụng có vấn đề gì xảy ra, gãy thân lệch trục rồi là rơi kính, xước kính, cần spa đánh bóng lại kính, hay là cần căn chỉnh lại trục, hay là cần nắp lại kính, thì bên em đều có hỗ trợ hết cho anh em, tất tần tật luôn anh em nhé. Bảo hành 2 năm thì anh em cứ yên tâm. Đó, tất cả như chiếc này thì em đã khắc phục xong cho anh khách rồi. Đó, dùng rất là trơn tru và mượt mà rồi. Đó, em cũng đã test, em là người chủ shop thì em cũng test sẵn cho anh khách chiếc này, em quay video em gửi cho anh khách luôn. Và thì anh khách cũng cảm ơn rất là nhiều rồi. Bây giờ thì em sẽ gửi đi cho anh khách nhá. Anh em nào mà đang có nhu cầu mua ống nhòm đó thì có thể liên hệ cho em, hoặc là đang có nhu cầu sửa ống nhòm thì cũng có thể liên hệ cho em sẽ hỗ trợ cho anh em sửa chữa và bảo hành anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.